Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Mục xã thị Yamaha MT09 2020 chính thức ra mắt tại Đông Nam Á với mức giá là 267 triệu Việt Nam đồng đang trên đường về Việt Nam. Yamaha MT09 2020 là cái mẫu Hypernucker đã chính thức có mặt tại thị trường Malaysia với cấu hình tương tự như cái chiếc MT09 đang bán ở Việt Nam. Đặc biệt là được bổ sung thêm hai cái tùy chọn màu sắc mới gồm Race Blue màu xanh và Eye Blue màu trắng. Yamaha Malaysia cũng đã chính thức mở bán phiên bản Nucleby MT09 2020, nhưng vẫn ở dụng cho mình cái có động cơ là 63 quen thuộc như cái thời người tiền nhiệm. Bên cạnh đó thì MT09 2020 còn được nhận hai cái tùy chọn màu sắc bổ sung thêm, cung cấp cho khách hàng đa dạng cái sự lựa chọn hơn trong quá trình mua xe. Ngoài ra, Yamaha MT09 2020 không nhận được bất cứ nâng cấp hay cải tiến nào đáng kể. Về mặt trái tim của phiên bản là MT09 2020, vẫn là có động cơ V3 quen thuộc với lập 3 xăng, dung tích là 847cc, làm mát bằng thuốc lỏng, cho ra một cái công suất là 115 lực, ở vòng tua máy là 10.000 vòng trên phút. Moment sáng tại 87.5 Nm, ở ngưỡng vòng tua là 8.500 phút. Đi cùng hệ thống phun xăng tử với công nghệ cao, hộp số còn tại 6 cấp cùng với một đi hộp chống trượt Liplus cho phần bánh sau. Yamaha MT09 2020 bổ sung cho mình cái chi tiết nước bài quen thuộc với một phong cách thiết kế street fighter quá mạnh mẽ, điển hình phần đầu thiết kế sắc nhọn và tinh xảo, được vuốt nhọn ở phía trước rất tinh tế. Bộ phận bình xăng không gồ quá cao nhưng được thiết kế với những đường nét cơ bắp, đem lại cái cảm giác hầm hố cần thiết. Toàn bộ hệ thống đèn trên cái phiên bản Yamaha MT09 2020 được áp dụng công nghệ chiếu sáng đèn LED hiện đại, gồm có đèn pha, đèn hậu và đèn xi nhan. Trong đó cái cụm đèn pha vẫn sử dụng mình tạo hình khá hầm hố, sắc sảo, thiết lập 4 bóng LED cho khả năng sáng là cực kỳ ổn định. Yamaha MT09 2020 còn có sở hữu hệ thống chèo gồm phục trước dạng thành trình ngược, cái giảm sóc lò xo trụ đơn kết hợp với cái càng kết hợp cùng với càng hợp kim ở phía sau. Xe được trang bị cho mình cái cặp vành đúc 7 inch, đi cùng hệ thống phanh đĩa tiêu chuẩn với đĩa đôi cho dành chân trước và đĩa đơn cho phần bánh sau. Về mặt điện tử thì Yamaha MT09 2020 được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS tiêu chuẩn, hệ thống kiểm soát lực kéo, quý shifter hỗ trợ xe xuống anh, phải là một cái đường số với phong cách đặc lệch quen thuộc. Và tại thị trường Malaysia, giá bán của cái chiếc Yamaha MT09 2020 được niêm yết ở một con số 48.920 AM, tương đương khoảng là 267 triệu Việt Nam đồng. Trong khi hiện tại thì MT09 đang được phân phối chính hãng Việt Nam với giá đề xuất là 299 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã dẫn đến này. Tiếp nhớ like, subscribe.